Thằng Mạnh nó thằng đấy nó hóm mà. Chưa cần dãy đâu Trang ạ, đến lúc nó bắn cái nó vỡ nó rơi xuống nó còn đầy thứ. Lấy sáng gậy nó rơi cả tảng. Tuấn ở nhà đi đâu không? Dạo này không có việc. Từ như này lên đến mặt đất ở trên này thôi, chứ không phải là như móng mình gì đâu. Sao phải xây bia để đổ móng cao lên. Xếp gạch ngồi phẹt thì bao giờ xong một cốc. Người ta phải cúi đây ngồi phẹt nhặt thì về thế bên kia còn lâu mới xong một cái. Nó phải cao lên.